Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Vậy là sau 3 tháng trời liền không ra chapter, đến vô vàn giả thuyết từ cực kỳ thuyết phục cho đến tẩm đá như Tommy Xiaomi, cũng có sau màn lật mặt quay xe đến từ nghệ sĩ nhân dân Lucius. Cuối cùng, chapter 332 đã được lên sóng với mốc thời gian hơn 1 năm sau sự kiện đại chiến Hắc Tam. Lucius đang ấp ủ âm mưu gì với Lucifero, quãng thời gian này hắn đang làm gì? Hôm nay, chúng ta hãy cùng mình đến với chapter mới nhất của Black Clover 332. Lucius chính thức lộ hàng trước Asta, phát ngôn cuối cùng nhé. Đầu tiên, phần tên chương và lời nhắn nhủ từ tác giả. Biết bản thân nghỉ xa hơi 3 tháng có phần hơi nhiều sau pha khiến các anh em đèo bổ không kịp, nên Tabata đã viết một lá thư cảm ơn đối với độc giả. Nhân dịp trấn an mấy em fan rằng arc cuối cùng chắc chắn vô cùng chất lượng, kèm theo chiếc mũ bảo hiểm để đỡ xảy ra sự cố đáng tiếc như quá khứ, thì Tabata cũng tiện thể bio luôn còn một vì sắp tới đang trong quá trình hoàn thiện nên anh em không cần phải xoắn. Chapter 332 mới này mang tên Phát ngôn, lời tuyên thệ cuối cùng. Tiêu đề này có thể liên quan đến việc Lucius rốt cuộc cũng hoàn thành kế hoạch hắn đã ấp ủ bấy lâu nay sau pha lấy được mảnh ghép cuối cùng, trái tim từ Lucifero. Nhưng trước khi cho ta biết rốt cuộc âm mưu đó là gì, chương màu đôi tuần này mang phấn body Samsung Asta không hề nhẹ. Dù đài có ra sao đi nữa thì Asta luôn vẫn hoàn lùn, đã thế còn đứng cạnh Yuno y hệt player cày chay và player nạp VIP. Đã cho tham skip hơn 1 năm rồi mà cho thanh niên cao thêm 1cm bộ khó lắm sao, Tabata Sensei. Tiếp diễn tình trạng còn dang dở ở chapter 331, trước khi quyết định thực hiện bước nhảy thời gian, tác giả sẽ cho chúng ta chứng kiến có lẽ là cái chết chính từ tên ma vương Lucifero. Tại tầng thứ 7 của Minh Phủ, ngầm khẳng định giả thuyết đưa ra về Astaroth hay Lucius hiện tại đều mang khả năng vượt qua vượt lại giữa nhân giới và Minh Phủ là đúng. Ta thấy Lucifero ở trạng thái khá bần, đang lẩm bẩm như mấy con say ke về việc bản thân hắn sở ma pháp mạnh nhất cùng vị thế của mình. Có lẽ ma pháp trọng trường không phải ma thuật mạnh nhất của hắn, mà ma pháp lắm mồm mới chuẩn anh em ạ. Đồng thời, nó cũng xác nhận nhóm Asta chỉ tiêu diệt 50% Lucifero ở nhân giới và 50% còn lại vẫn tồn tại như Minh Phủ. Điều làm tớ ngạc nhiên không phải thái độ gáy bẩn sau khi thua mấy tên nhân loại từ quý ngài ma vương đây, mà lại là lời bình luận từ Lucius. Hắn ta đồng ý rằng, đúng thật Lucifero sở thứ ma pháp nạp VIP top 1 server. Xong, nhân loại mới chính là kẻ đạt 1 triệu điểm thông thạo trong lĩnh vực múa quạt cùng ma pháp. Nói rồi, tớ khá chắc kèo Lucius đã sơi trái tim Lucifero trước mặt hắn. Và thông qua bối cảnh và cuộc hội thoại trên, tớ có khá nhiều nghi vấn về nó. Đầu tiên, việc cả Beelzebub lẫn Magicola hay cả ai mà khác không can thiệp vào hành động thủ tiêu đồng loại này của Lucius khiến tớ nghĩ rằng liệu giữa hai bên đã đạt được hợp tác nào đấy hay chưa. Nhất là khi Lucius gáy bẩn về độ thông thạo 7 của nhân loại mà chẳng con ác ma nào dám mỏ đến. Hoặc chỉ đơn giản vẫn chưa ai biết Astaroth đã làm phượt thủ suốt thời gian qua. Đồng thời, sự ám ảnh này cũng khá bất ngờ, đây có thể là lý do mà Astaroth giao phó toàn bộ năng lực bản thân cho Lucius, bởi hắn cũng cảm thấy chính Lucius vận dụng thời gian ma pháp tốt hơn cả người sở hữu. Mà đơn cử là các giả thuyết tôi đưa ra ở những video trước như quá khứ Xenon, việc sắp đặt hướng đi của Asta hay ngồi nhà cày anime trong khi vẫn có thể sử dụng ma pháp support đội Asta tiêu diệt tồn tại được xem như ma vương ở Minh Phủ. Tiếp theo chính là kế hoạch từ Lucius. Hiện tại, ta đang băn khoăn không biết việc hấp thụ trái tim còn mang ý nghĩa gì khác ngoài tiêu diệt hoàn toàn Lucifero tại Minh Phủ hay không, hay nó liên quan đến nghi thức nào đó cần thân xác Lucifero. Vì nếu chỉ để cho bay màu hoàn toàn thì Lucius lại hơi lòng vòng không như người Hải Phòng. Với tình trạng vẫn chưa biết ma pháp của riêng Lucius, có lẽ nào hắn định thao túng thậm chí Lucifero, nếu tên này sở ma pháp liên quan đến thao túng bộ não. Thứ duy nhất còn lại gắn liền với hai loại ma pháp thuộc anh em nhà Zoratis. Tiếp đến, nghi lễ thăng chức cho Asta. Nhảy cóc time skip đến 1 năm 3 tháng sau đó thì buổi lễ thăng chức trung cấp ma pháp kỵ sĩ cho Asta cũng được tiến hành. Chỉ buồn cùng với người anh em của chúng ta, Yuno vẫn vượt qua thanh niên này không chỉ chiều cao mà còn ở mặt cấp bậc, khi cậu giờ đây đã trở thành thượng cấp ma pháp kỵ sĩ. Nhưng do đang phải đánh lẻ nên có vẻ sẽ vắng mặt tại buổi lễ. Đây là một chi tiết thời bất thường, bởi nhiệm vụ gì mà lại khiến người anh em cây khế của Asta phải bỏ cả buổi lễ thăng chức thằng bạn thân để chạy sầu đến vậy. Chỉ biết rằng điều đó chứng tỏ cực kỳ nó quan trọng đối với Yuno. Hiện tại, cậu không chỉ là ma pháp kỵ sĩ tại vương quốc Clover mà còn mang thân phận hoàng tử của đất nước Space. Nên tớ cho rằng Yuno ở đây ngoài việc chạy deadline sắp mặt lờ cho vương quốc Clover còn phải lao đầu vào quá trình trùng tu đất nước Space sau khi đánh bại hội Hắc Tam. Chung vui với sự vắng mặt của Yuno, còn phải kể đến Damnatio cùng ma pháp vương sủi Julius.
Đối với Damnatio thì chẳng đáng ngạc nhiên lắm khi anh đã bị thồn hơn một ký hàng trắng vào đầu từ Lucius mà rơi vào tình trạng đăng xuất tạm thời khỏi map. Còn về Julius, có vẻ thân phận của Lucius vẫn chưa được lộ ra suốt một năm trời. Hơn nữa, tính cách thích sủi đông tây nam bắc còn giúp Lucius dùng nó làm cái cớ, giúp bản thân dễ dàng thực hiện kế hoạch của hắn. Không biết sở thích này có phải xuất phát từ vị ma pháp vương và Lucius chỉ lợi dụng đúng chỗ ngứa mà hành sự, hay nó đã được Lucius cai cắm vào tâm trí ông, giúp bản thân có cái cớ mà không bị phát hiện kể từ khi mình bên trong ma pháp vương. Đồng thời, thông qua lời Asta, ta cũng biết trận chiến với Hắc Tam đã giúp đội trưởng Fugelion, Nozo cùng Nissan lực điền, Mary Leona là ba ứng cử viên sang giá cho vị trí ma pháp vương kế tiếp. Tuy nhiên, các ba người đều từ chối chức danh trên bởi từ việc Lucifero gõ bong bong vào đầu từng đứa cũng khiến họ nhận ra mình vẫn chưa thỏa đáng để tiến hóa từ chem ngố lên Gigadoc. Mà muốn lên cũng có cái nịt khi Asta hiện tại mang sức mạnh theo tớ là khá uất trình khi có thể lóc da xẻo thịt tên Lucifero dù cậu vẫn chưa thể hoàn toàn làm chủ được nó. Hơn nữa, vì ta đã tiến đến arc cuối cùng của series Black Clover nên kiểu gì Asta cũng có một đợt búp không sớm thì muộn. Hoặc thậm chí, cậu ăn mảnh xong xuôi cả rồi. Và thời gian time skip kể trên chính là cú búp giúp Asta làm chủ trạng thái ác ma đồng hóa cùng với Ribe. Có khả năng tác giả đã lợi dụng điều này nhằm giấu nhẹm kỹ năng mới từ Asta, hoặc đơn giản cái gì nghĩ không ra thì cứ quy cho time skip đi. Về phần ông nào thắc mắc tại sao Yami lại không được đề cử lên chức ma pháp vương kế tiếp thì anh em cũng thừa biết thằng cha này từ đầu đã chẳng muốn làm ma pháp vương của què hết rồi. Mà các ông thực sự nghĩ để một người lấy Tào Tháo làm bạn, coi nhà vệ sinh như nhà mình ngồi lên ngôi vị ma pháp vương là ổn à? Thậm chí hiện tại, Yami thay vì quẩy cùng anh em, thanh trá lại phi ngay vào ngôi nhà thân thuộc của mình sau khi hay tin Charlotte thổ lộ tình cảm ối giời ơi vào khoảnh khắc lão sắp lên thiên đàng là lên thiên đàng. Dù suốt cả năm trời, chứng kiến mấy hành động mà người ta gọi đâu ai muốn là một người bình thường khi yêu vẫn không nhận ra. Trở lại với nhân vật chính ngày hôm nay, Asta cuối cùng cũng quyết định thổ lộ tình cảm cho Sir Lily sau khi bước qua tuổi thứ 18. Nhưng có vẻ việc thua thiệt Yuno chưa đủ đồ, cậu đã bị Sir Lily cho vào Family Zone. Còn có bị chặt đầu rồi hóa thành cánh nhén mùa xuân như quốc trưởng nào đây hay không thì chưa biết. Một phút mặc niệm cho người anh em của chúng ta. Tuy nhiên lần này, Asta đã trưởng thành hơn lần trước và vẫn quyết tâm theo đuổi với hy vọng mưa dầm thấm lâu. Anh em nào có bằng áp dụng cách này thì comment xuống dưới để cho tôi biết tỷ lệ thành công nhé. Mà các ông còn nhớ ai cũng qua cái thời kỳ em chưa 18 nữa không? Đúng vậy, Noel hiện tại chẳng khác gì trái cây đã chín chờ đợi anh em hái quả đấy. Boy. Và những trang cuối bộ truyện. Thế bất nào, ngay giữa không khí bình yên trước cơn bão, Lucius lại bất thình lình xuất hiện mỉa mai Asta và tuyên bố: "Xin lỗi em dài, trò chơi đến đây là kết thúc." Cũng chính là tên chapter này. Dù chưa thể khẳng định Lucius đến để xử lý Asta trong một nốt nhạc, hay chẳng phải chỉ để đến dissembler thằng Asta rằng mày chỉ tầm trung cấp kỵ sĩ là hết nấc rồi em. Nhưng rõ ràng, vai trò Asta dường như đã đi đến hồi kết. Và một năm qua, lúc này hắn đã lên đồ đầy đủ kèm quần áo 200 IQ mà không sợ lộ thiên trước buổi lễ tụ họp vô số các thượng cấp ma pháp kỵ sĩ. Đồng thời ta cũng thấy hắn vẫn đeo trên mình set trang phục hoàng kim từ Julius, càng làm tớ mù tịt về động cơ của tên này hơn. Không loại trừ khả năng, Lucius chỉ giả máu trẻ trâu đến đấm vào mồm đội bạn vì nhát rồi sổi nhằm chứng tỏ cho độc giả nhận thức về sự chênh lệch sức mạnh giữa cả hai. Thậm chí, có khi ta còn được chứng kiến ma pháp thuộc về Lucius, bởi nếu sử dụng ma pháp thời gian thì chẳng khác nào lợi ông tôi ở bụi này. Đồng thời cũng vứt toàn bộ kế hoạch từ trước đến nay của hắn vào sọt rác. Thứ cuối cùng là về ký hiệu trên trán của Lucius hiện tại chỉ còn lại một nửa. Nếu ta nhớ không nhầm thì ký hiệu trên đầu Julius được dùng như nơi dự trữ thời gian và có lẽ Lucius cũng tương tự khi ký hiệu hắn bắt đầu phai dần. Việc này đồng nghĩa, thời gian dự trữ đã bị Lucius đem đi múa quạt hay thực hiện các hành vi mờ ám cần công an vào cuộc. Nhiều khả năng đã liên quan đến cảnh tượng ở đầu chapter khi Lucifero gặp mặt cùng Lucius. Ta để ý dưới đất cũng hiển thị dấu hiệu ma pháp thời gian. Và vừa rồi là toàn bộ nội dung ở chapter 332. Nó có khá nhiều thông tin và chia sẻ của tớ, hy vọng là anh em xem thì sẽ hiểu. Nếu anh em không hiểu thì comment để tớ viết kịch bản cho nó gọn gàng lại. Thú thật, tớ cứ nghĩ rằng chương này chỉ tập trung vào phần tấu hài giữa Asta với đồng bọn thôi, chứ cũng không lường trước được việc Tabata Sensei sẽ cho Lucius xuất đầu lộ diện sớm đến như vậy. Đã thế, một người kỹ tính như hắn lại lộ hàng trước bao nhiêu ma pháp kỵ sĩ tay to vốn không phải điều mà tên này thường làm cho lắm. Về phần Asta, tớ khá bối rối khi cậu chỉ được công nhận làm trung cấp ma pháp kỵ sĩ. Trong khi ở công cuộc thảo phạt thổi Hắc Tam, Asta cũng không phải đánh nhau ở nơi xó xỉnh nào đó và chiến tích tung xẻo ma vương Lucifero vẫn còn ở đấy.
Ngay cả Fugolion, một người ghét ác ma không thua gì người yêu cũ, cũng phải công nhận Asta xứng đáng thăng lên thượng cấp. Về phần Lucius, lời tuyên thệ Asta đã đi đến điểm cuối cùng, dường như còn ứng với ba lời tiên tri mà Julius đưa ra. Vẫn còn một thứ là cái chết của Asta, và lần này Lucius đến để thực hiện lời tiên tri cuối cùng ấy. Theo tớ suy đoán, ở chapter sau có lẽ sẽ hé lộ nhiều thông tin về một năm time skip, hoặc như tớ đề cập ở trên, Lucius tìm Asta nhằm thực hiện bước cuối cùng trong kế hoạch của hắn. Mà lần này, hắn thậm chí còn không buồn che giấu thân phận bản thân. Anh em nghĩ sao về chapter này, hãy cùng bình luận thảo luận với chúng mình phía dưới nhé. Như mọi khi, bọn tớ rất vui khi được ngồi đếm những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Cũng đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình tung ra trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye!